học sinh lớp 12 của thành phố Đà Nẵng sẽ đến trường học trực tiếp trở lại từ ngày 22 tháng 11. Đây là nội dung trong công văn của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố vừa gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận huyện các trường trung tâm trực thuộc sở. Theo đó các cơ sở giáo dục tổ chức dạy học trực tiếp phải đảm bảo các yêu cầu quy định về việc đảm bảo thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả COVID-19 khi tổ chức dạy học trực tiếp. Chỉ những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 1, 2 mới được tổ chức dạy học trực tiếp những cơ sở giáo dục ở địa bàn có cấp độ dịch 3 4 tiếp tục tổ chức dạy học trực tuyến, học sinh, học viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên cư trú ở địa bàn có cấp độ dịch 3 4 chưa tham gia dạy học trực tiếp. Thời gian tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 22 tháng 11 năm 2021 đối với học sinh, học viên lớp 12, từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 đối với học sinh, học viên lớp 10 và lớp 11 thời gian trẻ mầm non học sinh tiểu học trung học cơ sở và các học viên khác học trực tiếp sẽ có thông báo sau